Hello anh em, chào tất cả anh em. Thì hôm nay lại liên tiếp cho anh em mình của kèo cơm gạo cũng như là hướng dẫn cho anh em mình một số cầu kèo cơ bản. Anh em mình xem video cũng như là thấy cách chơi ok thì anh em mình tiếp tục áp dụng vào để anh em mình chơi cũng như là kiếm thêm cơm gạo hàng ngày trên cổng game Sunwin này anh em nhé. Trước khi chơi thì anh em mình nhớ là anh em mình này đặt cái mục tiêu ra vốn bao nhiêu và muốn chốt lãi bao nhiêu. Anh em mình nhớ đặt cái mục tiêu ra để anh em mình chơi cũng như là chốt lãi hàng ngày anh em nhé. Trước khi chơi thì anh em mình tôi đã nói với anh em mình rồi, phải tìm ra đúng cái link chuẩn của con game Sunwin này để anh em mình chơi cho nó dễ. Nói chung là khi mà anh em mình xác định được cái link chuẩn của nó ấy, thì tôi nghĩ là cái chuyện cơm gạo cũng không phải là cái vấn đề quá lớn đâu. Chủ yếu là sợ anh em mình chơi mà không đạt được cái mục tiêu ra ấy, nó rất là khó anh em ạ. Đây, thì hôm nay vẫn là đá nhẹ cho anh em mình một số công thức trên quả kèo này. Vốn thì 10m nhẹ nhàng thôi, chạy theo hai công thức cơ bản là lấy cầu điểm phiên cũng như là chạy theo cái điểm xí ngầu. Đấy cho anh em, lấy điểm phiên cũng như là chạy theo cái điểm xí ngầu để anh em mình chốt lãi. Tôi sẽ áp dụng cái công thức đầu tiên cho anh em mình là lấy điểm phiên. Thì hiện tại anh em mình có thể thấy là xu hướng hiện tại ở đây là chạy cầu 1-1 đấy cho anh em. 500k tới đầu. Xem con này có đúng cầu hay không này. Chung là đã nói với anh em rồi, kéo về lâu về dài thì nó sẽ rơi vào tầm 70 cho đến 80% anh em nhé. Xem con này như thế nào đây. Xác định về lâu về dài thì cái công thức này nó cực kỳ chuẩn luôn anh em ạ. Được chưa? 500k tới đầu này, lấy nhẹ 500k đã. Ok anh em nhé, quả kèo đầu tiên hợp lý này, tiếp tục chạy cầu cơ bản. Mà tôi đã nói đi nói lại với anh em mình cũng khá là nhiều lần rồi, trên tất cả các cổng game thì nó sẽ có những cái cầu cơ bản. Thì anh em mình chỉ cần vào đúng cầu kèo thôi. Thì nó là cực kỳ dễ anh em nhé. Đừng có tạo cái độ khó cho game lên làm gì. Rồi con này tiếp tục anh em mình cho nó đi 1-1 nhưng mà chắc chắn là phải gấp lên tí, nhẹ nhàng tình cảm 1m vẫn theo cầu. Đấy, cứ đi xu hướng như vậy anh em ạ, vẫn theo cầu cơ bản này, 70 cho đến 80%, không cố gắng bẻ cầu. Đấy, cứ theo cầu cơ bản là dễ dàng nhất rồi. Xem con này có đúng hay không anh em nhé, vẫn theo cầu này. Và khi mà anh em mình đã chơi đã có lãi rồi thì anh em mình phải suy nghĩ đến cái vấn đề là chốt lãi. Đấy, xem nó như thế nào, xem nó có ok hay không. Đây, chạy tài này, xem nó hợp lý hay không, tiếp tục vào anh em nhé. Con này anh em ạ, con này lại đúng tài, vẫn là cái xu hướng nó đi 1-1. Anh em mình tiếp tục đi xỉu cho tôi gái. Nhưng mà tay này tôi lại đi nhẹ lại phát 500k. Được chưa anh em? Tiếp tục đi nhẹ lại cái 500k này. Vẫn là theo cầu với cái tỷ lệ cơ bản nhất, không cố gắng bẻ cầu anh em nhé. Xác định với anh em mình chơi là không cố gắng bẻ cầu anh em ạ. Cứ đi theo đúng cầu kèo thôi. Cầu như thế nào thì anh em mình đi như vậy luôn, được chưa anh em? Con này nó đúng cầu hay không anh em nhé. Con này thì khả năng cao là tài rồi anh em ạ. Con này nó lại đá kèo lại chạy xe anh em ạ. Chạy xe anh lại một tay nữa anh em nhé. Con này nó lại tiếp tục chạy sang một cái tay là về tài. Khá là căng thẳng anh em ạ. Con này thì tôi sẽ áp dụng cho nó là cầu 1-2-3 đã. Để xem con này có đúng 1-2-3 hay không.
Đương nhiên là về xỉu rồi, nhưng mà con này tôi sẽ đơm nhẹ cho nó là 2 mét về xỉu. Đơm nhẹ cho 2 mét này. Để cho anh em, nói chung đây là một trong những công thức cơ bản rồi, để cho anh em mình áp dụng vào đây này, mình chơi cũng như là chốt lãi hàng ngày anh em nhé. Nói chung là chơi theo công thức thì nó rất là dễ và đơn giản, chủ yếu là anh em mình có biết cái điểm dừng ở đâu hay không thôi. Xác định cho anh em mình là như vậy này, theo cầu cơ bản 70 cho đến 80% chạy cầu anh em nhé. 13 11 lại về 3 chạy xỉu này, còn lại đi 2 mét. Rồi, con này tiếp tục đá một cái tay tài ở đây anh em ạ. Con này em có thể thấy là xu hướng nó lại chạy cầu 212. Có khả năng cao là nó sẽ chạy cầu 212 anh em ạ, con 13 này anh em nhé. Nói chung là khi mà anh em mình chơi thì anh em mình nhớ là đặt cái mục tiêu ra. Cái này tôi đã nói với anh em mình khá là nhiều lần rồi. Chỉ cần anh em có mục tiêu ngay từ đầu thôi là cái vấn đề cơ mẹo nó không phải là cái vấn đề khó đối với anh em. Anh em có thể thấy này, điểm gãy này. Đây, tiếp tục với anh em nhé. Chạy tài thôi. Con này tôi sẽ cho nó đi 1,5 mét này. Rồi con này nó lại về xỉu anh em ạ. Con này nó lại xu hướng là nó lại đi 1-1. Con này nó lại đi 1-1 anh em nhé. Đấy, chạy cầu này, 13, 11, 10, 13 lại về 5. Con này thì hiện tại nó đang đi là cầu 13, 11, 10, 13 lại về 5 này. Nó chạy tài. Con này thì vẫn là xu hướng vẫn là về 1-1 anh em ạ. Cho nên tôi sẽ đơm nhẹ cho nó là 3 mét đi, cho vẫn theo cầu anh em nhé. Vẫn là công thức bắt cầu cơ bản thôi. Cái này tôi đã nói đi nói lại với anh em mình khá là nhiều lần rồi. Vẫn theo cầu anh em ạ. Con này tiếp tục về xỉu này, một tay khó anh em nhé. Con này anh em có thể thấy xu hướng này nó rất là đẹp nhé, 2112 đúng không, 2112 phải chạy tài, bơm nhẹ cho nó là quả kèo 5,5 m. Đây, nói chung là không không dám nói với anh em mình là cái tỷ lệ là 100% được, nó khẳng định là nó sẽ có sai số anh em ạ, nhưng mà về lâu về dài thì nó sẽ là hợp lý. Để chơi anh em, về lâu về dài nó sẽ là hợp lý anh em ạ. Cứ theo cầu đúng tỷ lệ anh em nhé, không cố gắng bẻ cầu.
Được chưa anh em? Lên đúng cầu kèo này. Thì hôm nay chắc là tôi sẽ dừng lại ở đây thôi. Hôm sau mà có cầu kèo hoặc là kết chơi mới tôi lại lên tiếp với anh em mình, cũng như là áp dụng một số công thức để bắt cầu trên cổng game này. Thôi, chắc là tôi sẽ dừng lại ở đây thôi. Nghỉ ngơi anh em nhé. Thân ái, mến chào.